Rồi tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái footer. Footer đây, footer là như thế nào, lại làm như thế nào thì mình sẽ phân tích tới trước. Thì footer này có cái hình nền bên dưới nè, thì hình nền mình sẽ lấy một công cụ hút màu để lấy được cái màu hình nền này nha. Photocop, một công cụ bất kỳ nào đó mình hút được cái màu này rồi lấy được cái màu ở đây, một màu ha, đây màu xám đây. Để chia làm bốn cột. Thì footer đó mình không có làm trong cái phần trang chủ này. Trang chủ này là mình xong rồi mình đóng đi. Đó, tại footer nó lặp đi lặp lại cho tất cả các trang. Nếu mình làm ở trang chủ không thì chỉ thấy cái trang chủ thôi, cho nên footer mình không dùng, không làm ở trang chủ ha. Đúng rồi. Còn cái nào mà lặp đi lặp lại nhiều lần đó, thì mình không có dùng dùng cái trang mình làm, mà mình sẽ dùng một cái chức năng khác để mà dữ liệu lặp đi lặp lại. Sau này khi mà mình thay đổi thì sẽ thay đổi một lần, thì những cái chỗ hiển thị của nó nhiều chỗ trên website sẽ thay đổi theo. Ha. Vậy thì bây giờ cái footer ở đây tôi gắn trong cái là edit footer, edit lock footer, ngay bấm ở đây mình sửa cũng được. Nhưng để tôi chỉ cho các bạn là cái này gốc rễ nằm ở đâu thì sẽ nằm ở trong cái phần quản trị nè, ở dưới lock nè. Ở đây sẽ có một cái gọi là footer ở đây. Nếu mình muốn thiết kế một footer khác thì mình vô đây mình thiết kế xong mình gọi ra. Dưới lock nó nằm đây có một cái footer thiết kế sẵn và tôi gọi sẵn luôn. Bây giờ mình chỉ biết việc xài thôi nha. Còn đây muốn tạo thì mình tạo new một cái footer ở đây, footer mới, tên khác cái footer luôn là footer 2 đi, tạo new. Rồi sau đó mình mới vô cái phần option này á để mình gọi nó ra, cái logic nó như thế. Còn đây tôi làm sẵn thao tác đó rồi, bạn chỉ vô bạn xài thôi nha. Rồi vô đây, vô footer nè, đây là đang gọi là cái tên là footer ở trong đây ra đó. Nếu mình muốn là lấy cái footer 2, footer 3 ra thì mình vô đây mình tạo footer 2, footer 3 rồi qua đây, qua chỗ tùy biến này, custom footer mình gọi ra. Đó là cái đường dẫn dữ liệu của nó như thế. Và bây giờ mình sẽ không làm mới một cái footer hết, mình sẽ sử dụng footer này để mình edit thành cái footer mẫu mình cần. Thì edit unit builder chỗ này hoặc ngay chỗ này builder, hai cách nào là cũng được, cách nào cũng giống nhau, cũng vô một chỗ để sửa không. Rồi bây giờ tôi sẽ sử dụng cách bên này, edit unit builder đây để tôi vô tôi sửa. Rồi sau khi mình mở nó lên rồi á thì bây giờ chỗ này á nó sẽ có cho mình những cái mà thiết kế sẵn ở đây, khung sườn có sẵn rồi mình chỉ việc sửa thôi. Nhưng ở đây tôi sẽ chỉ các bạn, nếu như mình không thích cái mẫu này mình lấy một cái mẫu khác thì mình làm như thế nào. Add to element custom tool để mình lấy một cái mẫu footer có sẵn trong này ra luôn, là mình không cần suy nghĩ mẫu. Thì vô đây mình chọn cái nhóm là footer ha. Tờ này nó có 6 cái mẫu, mình thích mẫu nào thì mình chỉ cần gọi nó ra là mình sẽ được. Yeah. Rồi đối với đây mình sẽ làm mẫu mới. Rồi đối với mẫu của người ta có sẵn này, nếu như mình sửa nội dung lại thì ok, dễ rồi, bấm bao chuột vô từng cái mình sửa đúng không? Nhưng bây giờ ở đây mình sẽ làm một cái mẫu mới luôn. Thì để cho dễ dàng thì tôi sẽ xóa hết luôn, cho nó tiện, xóa hết luôn nha. Tôi bấm lên cưa bên này, tôi sẽ lia content, tôi xóa hết luôn, cho sạch xanh luôn, cho tôi làm mới từ đầu cho dễ nha. Rồi. Bước đầu tiên của tôi là tôi phải tạo một cái session và đưa cái màu nền vô. Session. Đưa màu nền vô. Session nha. Rồi sau đó tôi sẽ rồi chọn mặc định apply. Làm được cái session. Rồi cái session này có màu gì đó, màu ha, màu tôi gửi xuống cho bạn rồi, thằng F7 đó
Màu nếu như màu xám thì color mình sẽ để là color là màu tối nha. Apply, update. Rồi tiếp theo F2 session này á, là mình sẽ tạo một cái row. Cái row này hỏi mình mấy cột thì mình chọn là 4 cột và apply. Và cái khoảng cách giữa các cột với nhau thì mình chọn small nhỏ thôi. Rồi apply và update. Rồi từng cột này mình mở ra từng cột này. F2 column đây thì cái đầu tiên mình làm cái test. Đó. Cái test này mình chọn headline ha, apply. Rồi cái headline này á, là mình sẽ dán cái này vô Lala Shop này vô. Rồi mình cho tiêu đề 3 đi. Màu gì đó mình sẽ chỉnh màu vô ha. Apply một cái. Rồi F2 column tiếp theo là những đường liên kết ha. Liên kết đầu tiên là gì? Giới thiệu gì đó đó ha. Thì để làm đường liên kết đó, thì mình sẽ chọn một cái gọi là menu. Menu ha. Đó, menu link. Apply. Menu link này bên trong con nó sẽ có con link 1 là cái gì? Option đó. Link 1 là gì? Link 1 này nó có icon không? Around left, around right đó. Đây. Có đâu có được icon. Đó. Rồi ở đây nó sẽ có được đường link sau đây mình làm cái sườn, hiện tại mình chưa có bài giới thiệu về Lala Shop đúng không? Thì ở đây mình chưa chọn, để đó mình chọn sao? Chưa có. Đây liên kết vô này chưa có nè, đúng không? Thì mình để đó tạm thời là mình để tạm ở đây, để đó. Rồi tiếp theo cái link thứ hai mình cứ làm cái sườn trước đi, rồi cái phần link đó mình sẽ link sau nha. Chỉ đường. Cái này nguyên cái này mình sẽ mình copy vô mình xóa. Chỉ đường. Mình gõ vô đi, có không được. Chỉ đường đến shop nè. Rồi, icon đây mình chọn là let's. Right. Đó. Rồi tiếp gì đó, ở cái đây muốn có icon nó giống nhau thì copy option nè. Bad option là cho nó icon nó giống nhau. Bad option cho nó có cái icon luôn. Rồi cái này là khách hàng đánh giá Lala Shop. Khách hàng đánh giá Lala Shop. Đó ha. Rồi. Được chứng nhận bởi này là khác nha. Cái này không làm link nó được. Cái link nó cứ trên thôi. Thì cho được tới đây ngưng. Tới đây đủ rồi. Được chứng nhận bởi S2 column nè. S-test nè. Đoạn bản thôi. Đó. Bởi cái gì? Bởi cái logo này đúng không? Nó thông báo vào công thương nè. Sell logo này về.
Rồi bỏ hình vô. S con của cột này ha. Tôi coi lum S một cái hình ảnh. Hình ảnh. Rồi tải ảnh lên. Rồi xong. Update. Được một cột, phải không? Cột thứ hai vậy, chính sách gì đó cũng làm giống vậy, cái này menu. Cột thứ ba, cột tư ha, cột thứ hai chính sách nè. Đó. Add. Nó chính sách bỏ vô. Rồi chính sách đúng không? Tiếp theo đó là một chính sách, làm cái không rồi chính sách là 1, 2, 4, 6 cái đúng không? 6 cái thì mình sẽ làm 6 cái menu, 6 cái link. Thì để nhanh á, nhanh này copy đúp cái menu rồi ra nè. Đó, rồi sau đó mình mới gửi nó vô đây. Đó là cách làm nhanh vô đây. Đó, rồi sau đó mình vô đây mình làm thêm ra 1 đó, mình thêm là 6 cái đủ ha. Rồi sau đó mình mới vô sửa từng cái nè, sửa tên từng cái thôi. Linh linh sao? Bây giờ mình chưa có bài vở cái gì in linh đúng không? Bây giờ mình chỉ cần vô mình đó, rồi mình lôi chuột qua đây cũng được, rồi sau đó mình copy qua thôi. Đúng không? Đó. Đó, rồi tiếp tục bên đây. À, bên đây là cái gì? Rồi hỗ trợ ha. Cái này á, là nguyên cái này copy luôn. Không cần phải làm cái kia. Không cần phải làm menu. Cộng ở đây. Test. Phần hỗ trợ này tiêu đề 3. Rồi tiếp theo tới cái Facebook này. Facebook này làm sao đây? Facebook này là mình sẽ làm bằng cách là mình sẽ lấy cái đường link Facebook nha. Ví dụ ở đây Facebook này đi. Đó, mình lấy Facebook này. Mình đầu tiên phải lấy Facebook này ha. Lấy link Facebook rồi sau đó mình mới vô trong cái chỗ là Facebook Facebook Live Box. Rồi vô đây mình mới vô đến trang develop nè. Rồi sau đó mình mới
lúc bình trang nè, vô đây là nút bình trang nè, lúc bình trang ha, bình trang này sau đó mới dán cái fanpage vô, dán lên fanpage vô đây, dán vô đây, đó, ở đây mình mới cái show gì ra, ở đây mình show hiển thị thăm like không. Thêm like ở đây mình tắt đi, mình bỏ đi. Đó, ví dụ như vậy. Rồi sau đó mình làm xong rồi, mình lấy mã nè. Đó, lấy mã mình lấy qua thở iFarm nè. Copy nguyên này đem qua. Đem qua chỗ đây mình sẽ cộng thêm. Cộng thêm một cái tab. Đó, mình dán cái mã mình cần nhúng vô. Cái mã nhúng vô chỗ đây. Cái mã nào mã code nhúng vô là dán cho mình chỗ màu đen, không dán cho chỗ này, dán cho dán mã code mà dán ở đây nó không chạy nha. Mã code phải dán ở chỗ đen này nó mới chạy ra. Đó. Ở bên đây có tiêu đề không? Bên đây là trên Facebook đúng không? Thì mình thêm một cái nữa. Add to column. Add một cái test. Test này là headline. Apply. Rồi upload monitor dán này vô cho H3. Đó, rồi apply. Cho nằm trên đầu, cái bên trên. Đó. Update. Rồi xong này. Rồi tiếp theo phần dưới này. Dưới này copy thôi. Copy qua. Cái này dưới này đúng không? Dưới này thì mình phải ở dưới này á, là nó là không phải là nằm trong cái cột này xong rồi. Cái trên rau này xong rồi ha. Mình đóng lại, mình không còn. Rồi mình tạo thêm một cái nữa. Cái nữa add to section, add một cái rau. Rau riêng biệt tại dưới dòng dưới là cái nội dưới là cái layout khác, trên layout khác rồi đâu có thể nào sử chung một cột. Đúng không? Rồi, chỗ này mình cho nó là small thôi. Rồi sau đó mình mới add to mở ra. Add to column này mình cho nó là cái test. Đó. Dán test này vô. Dán cái này vô cho ra giữa. Test này luôn cho ra giữa luôn. Đó. Đó, ra giữa. Rồi mình thường mình dán qua sẽ bị lỗi gì đó thì bấm vô nút xóa định dạng nè. Rồi xong á mình làm lại cho nó dễ. Đó. Ok. Apply. Nó không ra nữa, nó mà bị lỗi thì đó thì mình cho thằng cha center là con nó luôn center. Đó. Thằng cha center là con center. Đó. Rồi. Cái chỗ này mình coi chỗ bên đây người ta sát với nhau đúng không, mình hơi bị hở ra nhiều quá đúng không, đây này mình hở ra nhiều quá thì mình chỉnh lại thôi. Cái chỗ này kéo lên trên shift enter thì nó sẽ xuống dòng ngắn thôi, shift enter là xuống dòng ngắn thì nó sẽ gọn lại. Mấy chỗ này mình link qua Google Maps của mình, đây ta đang link qua Google Maps ở địa chỉ nè, thấy không, địa chỉ nè, muốn mình làm web của mình đó là mình link qua Google Maps nha. Đúng rồi, chèn nè, quét chọn đây nè. Rồi nè, hai bên link đây, thêm link Google Maps vô. Là link vô đúng cái của mình. Đó, update. Ngon. Là cái footer mình thiết kế xong ha. Đó, update nó. Update xong rồi mình mới thiết kế vậy thôi, nhưng mình ra ngoài mình coi lại coi nó có cái gì khác không, có cần chỉnh sửa, mình thiết kế chỉnh sửa. Mới có xong bên phần thiết kế thôi, mình ra ngoài mình coi. Em nằm ở lại. F5 nó lại thì mình sẽ thấy như thế này. Footer mình xong, đúng không? Cái chữ ra thông báo ông Vương nó bự quá đúng không? Mình cho nhỏ lại nó vô. Đó, bấm đầu chuột vô hình nè. Kéo nhỏ lại. Đó. Apply. Update.
Đó là vừa xong ha. Còn cái màu đen này mình muốn sửa màu đen mình sửa, muốn sửa màu hồng mình sửa, màu tím mình sửa nha. Đó, ha. Đó, rồi đó là xong footer, là xong nguyên trang chủ luôn rồi đó, ha. Rồi kết thúc video footer đây nha. Tiếp theo mình sẽ làm tiếp cái phần còn lại nha.